Hello, hello, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên giới thiệu và chia sẻ đến mọi người, đó chính là một em siêu phẩm. Dòng này có tên gọi là SOEM, em chủ nhá. Rất chưa lâu rồi thì cửa hàng mình hôm nay mới về lại. Cái form này nó rất chờ bự luôn. Đó, bụng bự giống như lá Attila bụng bự đấy mọi người ạ. Đó, cái này dùng là SOEM luôn. Đó thì mình sẽ bao quát dàn ngoài trước, em SOEM, em chủ này thì mình sẽ vào phần phía sau nhá. Được đăng ký ở biển số 59 thành phố, đó, thành phố Hồ Chí Minh của người ạ, K1 23453, biển số rất chưa đẹp nhá. Đó, 23453, đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó thì chi tiết về nội thất con xe này thì nó rất chưa đẹp luôn. Đó, mặc dù xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà những cái phần chế thước này thì mọi người không thể nào mà tránh khỏi khi mọi người đã mua xe qua sử dụng rồi nhá. Nhưng với một cái giá thành rẻ thì mọi người đã sử dụng ngay cho mình là một em xe. Đó, giá rất chưa rẻ luôn thì mọi người đã sử dụng một xe rất chưa đẹp nhá. Đó, chi tiết luôn mọi người. Đó, lốp trước thì vừa mới may cho mọi người làm một cái quả lốp còn rất là dày gai mọi người ạ. Đó, cái này thì đi theo cho mình là cái thắng đỉa rồi nhá. Đó, phanh lại cực kỳ an toàn luôn. Đó, mình sẽ lên sơ cái dàn đầu mình sẽ quay chi tiết hơn. Đó, máy thì đang nổ gan ti luôn nhá. Đó, để nói với cái dòng này thì mọi người nào bảo từng chạy rồi thì nó rất chưa là bền bỉ luôn. Đó, mình sẽ rít vô sơ cho mọi người cùng nghe nhá. Đó, cực kỳ đã luôn. Nói chung là với một cái giá thành rẻ thì mọi người đã sở ngay cho mình là một con xe đi làm rồi nhá. Đó, mọi chức năng cho xe rất chưa là đầy đủ luôn. Đó, quay đèn đi. Đó, xi nhan trái phải đều hoạt động tốt hết luôn. Đó, xe giá rẻ thì giá rẻ nhưng mà mọi chức năng vẫn đầy đủ hết rồi nhá. Đó, đèn thì không thể nào mà đèn đầy đủ hết mọi người nhá. Đó, mọi người nào có thiện chí với mẫu FWM này thì cứ để lại cho mình một cái comment đi ạ. Cửa hàng có bán xe trả góp, có hỗ trợ mọi người ship xe xa 63 tỉnh thành luôn. Đó, thì mọi người nào mà ứng chốt rồi thì cứ inbox cửa hàng mình nhá. Đó thì cửa hàng cảm ơn mọi người đã xem hết video ạ.